xịt một chút nước hoa lên người, diện một bộ váy mới, Ngân tự tin rời khỏi nhà và đến nhà hàng mà Huy đã hẹn cô cùng nhau dùng bữa tối. Cô và Huy đã hẹn hò được hơn một năm. Chẳng hiểu sao hôm nay cô có cảm giác khá kỳ lạ. Ngân nghĩ cô sẽ được Huy cầu hôn. Bước lên tầng 2 của nhà hàng thì thấy Huy đã ngồi sẵn ở đó. Ngân nhẹ nhàng tiến tới rồi nở một nụ cười. Anh tới lâu chưa? Anh vừa xong việc cái là tới đây luôn. Đáng lẽ ra anh muốn đến đón em, nhưng cuối ngày lại phát sinh một vài việc khác. Không sao đâu, em hiểu tính chất công việc của anh mà. Hai người vui vẻ dùng bữa với nhau, nhưng Ngân vẫn quan sát thấy trên khuôn mặt Huy có chút gì đó ưu tư và căng thẳng. Hẳn trong lòng anh đang có một mối bận tâm và khó mở lời với cô. Đến khi hai người ăn uống xong, Ngân không giấu nổi sự tò mò. Cô hỏi Huy, anh có chuyện gì đang giấu em phải không? Làm gì có đâu, sao em lại hỏi thế? Anh với em yêu nhau hơn một năm, quen nhau cũng đã gần 2 năm. Chẳng nhẽ em lại không biết anh đang nghĩ gì sao? Anh nói đi, nếu giúp được em sẽ giúp anh, còn không thì anh cũng sẽ thoải mái hơn khi có người tâm sự. Huy vẫn lưỡng lự sau khi Ngân đã mở lời như vậy. Đến một lúc sau, anh mới dám kể câu chuyện của mình. Thật ra, anh đang có một khoản nợ khá lớn từ việc làm ăn của mình. Đợt trước em có nghe anh kể rồi đấy. Anh đầu tư chứng khoán vào mấy công ty đang ăn nên làm ra. Nhưng dạo này thị trường chứng khoán lao đao, số tiền mà anh đầu tư đã bay hết sạch chỉ trong một đêm. Làm ăn không thể nào hy vọng luôn luôn thành công, chắc chắn sẽ có lúc vấp ngã. Anh đừng nản chí, thua keo này thì mình bày keo khác. Mà số tiền anh mất là bao nhiêu thế? Hơn 500 triệu em ạ. Phần số lẻ anh đã rút tiết kiệm và xoay sở được rồi. Nhưng bây giờ khoản nợ 500 triệu, anh không biết phải tìm đâu ra. Anh lấy đâu ra số tiền 500 triệu nhiều như vậy để đầu tư thế? Trước khi làm ăn, anh đã bàn bạc với bố mẹ. Bố mẹ đã đồng ý cho anh đưa bìa đất đi vay tiền để đầu tư. Em biết đấy, nếu đi vay ngân hàng thì chẳng được bao nhiêu, nên anh đã cầm cố ở mấy chỗ tư nhân trong thời gian ngắn. Bây giờ, nếu anh không có tiền để chuộc lại, thì sau này con số ấy có thể lớn hơn nhiều nữa. Ngân à, em giúp anh được không? Em cũng muốn giúp anh lắm, nhưng em đang là sinh viên, em lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Em có thể nhờ bố mẹ em giúp anh không? Ngân khá bất ngờ trước lời nhờ vả của Huy, vẻ mặt cô bối rối thấy rõ. Huy là một chàng trai lớn lên ở mảnh đất Hà Nội. Huy hiện đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty mỹ phẩm khá có tiếng. Ngân đang là sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp. Cô là người Quảng Ninh. Gia đình Ngân thuộc dạng khá giả, nên ngay từ bé, cô đã có cuộc sống giống như một nàng công chúa. Cô chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Huy và Ngân quen biết nhau qua một người bạn. Hai người cứ thế phát triển tình cảm anh em thân thiết thành tình yêu. Dĩ nhiên, trong quá trình đó, Ngân cũng không hề giấu giếm về gia đình mình, nên Huy thừa biết gia đình Ngân có tiền và rất nhiều tiền là đằng khác. 500 triệu chỉ là một con số nhỏ với bố mẹ cô. Còn với Ngân, mặc dù bố mẹ cô có chu cấp đầy đủ cho cô tiền ăn uống, sinh hoạt khi đi học ở Hà Nội, nhưng cô chưa bao giờ có số tiền lớn như vậy ở trong tài khoản ngân hàng của riêng mình. Chính vì vậy, dù cho cô có muốn tự giúp Huy, cũng không thể tự lực. Ngân cảm thấy anh hơi thẳng thắn quá khi nhờ bố mẹ cô giúp anh. Mối quan hệ yêu đương của hai người chưa thông qua bố mẹ và anh cũng chưa hề tính đến chuyện kết hôn với cô. Ngân bối rối đáp lại Huy. Em rất muốn giúp anh, nhưng em biết lấy lý do gì để xin bố mẹ em số tiền lớn như vậy. Anh có thể nghĩ giúp em. Thật sự, giờ anh đã vào bước đường cùng rồi. Nếu em không thể cho anh vay số tiền đó, thì anh cũng không biết nên vay ai nữa. Thấy Ngân không trả lời, Huy lại dùng những lời lẽ bất lực và tiếp tục nói. Bây giờ anh đang ngập trong nợ nần. Nếu không giải quyết được xong số nợ khổng lồ ấy, thì anh cũng không thể nào nghĩ đến chuyện yêu đương hay bất kỳ chuyện gì khác. Anh cảm thấy mình không xứng với em. Anh đừng nói những lời lẽ bi quan như vậy. Em tuyệt đối không chấp nhận việc chia tay đâu. Anh đợi em thêm một vài ngày nữa. Em sẽ cố gắng để nghĩ cách. Nghe Ngân nói vậy, Huy vội vàng kéo ghế sang ngồi bên cạnh cô, rồi ôm chặt cô vào lòng.
Anh liên tục cảm ơn và bắt đầu hứa hẹn. 22 tuổi, cuộc sống của Ngân trước giờ luôn được bố mẹ bao bọc, nên cô chưa có nhiều va chạm. Còn Huy thì đã có sự trải đời nhất định. Anh đã dùng sự trải đời đó để đánh vào tâm lý non nớt của Ngân. Với Ngân lúc này, tình yêu vẫn chiếm vị trí độc tôn số một trong lòng cô. Cô coi Huy là cả lẽ sống. Nếu giả sử anh rời bỏ cô mà đi, thì cô cảm tưởng như mình sẽ không thể nào tồn tại. Ngân bắt đầu nghĩ đủ loại lý do để xin được số tiền 500 triệu từ bố mẹ cô. Nhưng cô vẫn chưa thấy lý do nào đủ hợp lý vì số tiền đó quá lớn. Trong nhà Ngân có mối quan hệ gần gũi với cả bố lẫn mẹ. Nhưng mẹ cô mới là người nắm giữ sổ sách tài chính, nên cô đã mở miệng xin tiền từ mẹ. Dĩ nhiên, bà Liên đã đòi hỏi cô con gái một lý do chính đáng, và cô đã nói dối mẹ tiền đó dùng vào đầu tư việc học. Bà Liên nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì nhiều. Bà vẫn chuyển tiền cho Ngân, dù bà biết đó không phải là sự thật. Bà đã chiều lòng con gái và cũng muốn tự mình quan sát xem cô sẽ dùng số tiền lớn đó vào việc gì hay là cho ai. Ngay khi nhận được tiền từ mẹ, Ngân lập tức chuyển khoản số tiền đó đến cho Huy. Khỏi phải nói, Huy mừng rỡ như chết đi sống lại. Anh tiếp tục nói những lời yêu thương đầy hoa mỹ với Ngân. Và Ngân lại một lần nữa say mê anh. Chỉ sau vài ngày, Ngân đã xin gia đình cô được 500 triệu. Huy không nghi ngờ gì nữa mà tin chắc rằng việc nhà Ngân giàu nhất nhì xứ Quảng Ninh là có thật. Huy bắt đầu vạch ra những kế hoạch tiếp theo cho cuộc đời anh. Tan làm vào hơn 8 giờ tối, Huy phóng xe một mạch về nhà. Anh chưa kịp ăn uống gì nhưng đã vội vã gọi bố mẹ để nói chuyện. Ông Bắc bà Phượng tò mò không biết có chuyện gì khiến con trai ông bà lại sốt sắng như vậy. Bà Phượng nói với Huy, có chuyện gì mà con gấp gáp thế? Con đừng nói với mẹ là con làm bay luôn cái bìa hồng của nhà mình rồi đấy nhé. Con đã chụp bìa về từ lúc trưa rồi. Chuyện con đang muốn nói là chuyện khác. Con quyết định lấy vợ. Ông Bắc nghe đến đó thì tỏ ra mừng rỡ. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Con nghĩ được như vậy thì thật tốt. Chắc con đã có người yêu rồi nên mới quyết định như vậy chứ gì. Thế bao giờ thì con định dẫn cô gái đó về ra mắt bố mẹ? Ông Bắc còn chưa nói xong, bà Phượng đã nhảy bổ vào. Từ trước đến nay, mẹ luôn nói với con rồi đấy. Kết hôn không phải chỉ đơn giản là lấy bừa một đứa con gái về nhà đâu, mà phải chọn lọc kỹ càng để tìm một đứa có thể giúp gia đình mình trở nên giàu có hơn. Ba cái thứ tình yêu vớ vẩn, không thể nhét bỏ mồm được đâu. Con vẫn luôn nhớ lời mẹ dặn mà. Nếu con dâu làm bác sĩ, luật sư hoặc làm bên ngành ngân hàng thì mẹ chấp nhận. Mấy nghề đó vừa cao quý, lại vừa kiếm được nhiều tiền. Cô ấy đang là sinh viên năm cuối, chuẩn bị ra trường thôi. Con nói cái gì cơ? Con đang định cưới một đứa vắt mũi chưa sạch về làm vợ đấy à? Con có tỉnh táo không đấy? Ơ kìa mẹ, mẹ nghe con nói cho hết câu đã. Cô ấy đang là sinh viên, nhưng đổi lại nhà cô ấy rất giàu. Khoản tiền 500 triệu, con dùng để chuộc sổ hồng về, cũng là do cô ấy đưa cho con đấy. Thật á? Nhà nó giàu đến thế cơ à? Nhưng dù sao mẹ cũng thích có con dâu có nghề nghiệp cao quý hơn. Nếu giàu nhưng không có tri thức thì cũng không được người ta coi trọng lắm đâu. Đó chỉ là với những nhà giàu mới nổi thôi. Còn nhà cô ấy đã giàu cả chục năm nay rồi. Với số của cải đó, nếu con khéo léo thì không chừng họ sẽ cho con một nửa cũng nên ý. Con đã nghiên cứu kỹ rồi nên mẹ cứ yên tâm. Ông Bắc vốn là người ruột để ngoài ra. Ông không có bất cứ suy nghĩ hay tính toán gì sâu xa. Nhưng mẹ con bà Phượng lại suy nghĩ được mất rất nhiều về việc kết hôn sắp tới. Gia đình ông Bắc bà Phượng chỉ là gia đình rất bình thường ở cái mảnh đất thủ đô này. Thời ngày xưa, bố mẹ bà Phượng cũng đã từng có giai đoạn có chút tiếng tăm. Nhưng đó đã là chuyện của mấy chục năm về trước. Bà Phượng có lẽ vẫn một lần muốn quay được về thời kỳ hoàng kim đó. Ông Bắc không có chí tiến thủ. Bà Phượng đành trông đợi vào đứa con trai và con dâu tương lai. Bà muốn được người ta kính trọng. Nhưng lời Huy nói cũng đúng. Nếu mình có thật nhiều tiền thì người khác sẽ tự khắc kính trọng mình thôi. Ngay sau khi bàn bạc và được bà Phượng đồng ý, Huy đã cầu hôn Ngân đúng vào ngày lễ tốt nghiệp của cô.
không phải là người tính toán như Huy. Ngân thật sự có cảm tình với anh, nên khi được anh cầu hôn, Ngân đã gật đầu đồng ý không một chút do dự. Huy dẫn cô về nhà anh ra mắt. Khỏi phải nói, bà Phượng hết lời khen ngợi cô. Bà cũng hứa hẹn sẽ là một người mẹ chồng tốt sau khi hai người kết hôn. Vốn đã có ấn tượng tốt với Huy, sau khi gặp mẹ Huy và thấy bà ân cần, ngọt ngào với mình như vậy, Ngân lại càng tin tưởng Huy hơn. Hai người sắp xếp công việc và về quê Ngân. Lúc đến nơi, Huy đã choáng ngợp bởi nơi ở của gia đình Ngân không phải chỉ đơn thuần là một căn nhà ở bình thường. Nói chính xác, đó là một căn biệt thự. Dù trong lòng Huy như đang mở hội vì nghĩ đã trúng được mánh lớn, nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ kiên định và cố không để lộ ra ham muốn vật chất trong tâm trí anh. Huy là người bạn trai đầu tiên Ngân dẫn về ra mắt bố mẹ, nên bố mẹ cô vừa nhiệt tình lại vừa tỉ mỉ quan sát Huy. Ngoại hình, nghề nghiệp và dáng vẻ chững chạc của Huy là một điểm mạnh. Không khí buổi ra mắt diễn ra khá tốt. Ngân và Huy yên tâm trở về Hà Nội. Nào ngờ khi Ngân vừa về đến nơi, bà Liên đã lập tức gọi điện cho cô để nói chuyện nghiêm túc. Bà muốn cô giữ kín mọi chuyện với Huy. Ngân vừa về đến căn chung cư mà cô đang sống một mình chưa được bao lâu thì lại lóc cóc chuẩn bị để trở về nhà thêm một lần nữa. Lúc cô về nhà thì ông Thắng không có ở đó, chỉ có bà Liên muốn nói chuyện với cô. Bà không vòng vo mà hỏi thẳng Ngân. Huy có phải là người con đã đưa 500 triệu không? Bị mẹ đoán trúng bí mật đang cố chôn giấu, Ngân có chút giật mình, cô lại tiếp tục lấp liếm. Mẹ nói cái gì vậy? Số tiền đó con dùng để mua chương trình học nâng cao mà, anh Huy đâu có liên quan gì đâu ạ. Mẹ hỏi con không phải vì mẹ không biết, mà là mẹ đang cho con cơ hội để nói sự thật thôi. Mẹ đã cho người điều tra ra hết tất cả rồi. Nghe bà Liên nói vậy, Ngân cũng không thể chối cãi được nữa. Biết con mình còn trẻ người non dạ, bà Liên không trách cứ mà chỉ dùng lời lẽ nhẹ nhàng hỏi Ngân. Số tiền đó, nó bảo con cho nó luôn hay là cho nó vay hả con? Anh ấy vay con mẹ ạ. Anh ấy còn hứa sẽ trả tiền lãi cho con, nhưng con đã nói là không nhận. Nhưng dù sao việc hai đứa mới chỉ là người yêu mà nó đã vay con một số tiền lớn như vậy, mẹ thấy rất là bất thường. Nhà mình có của ăn của để hơn nhiều người, thế nên cũng không tránh khỏi những trường hợp ai đó kết thân với chúng ta vì nhìn thấy tài sản. Anh Huy không phải là dạng người thế đâu mẹ ạ. Là hạng người thế nào thì mẹ cần quan sát thêm trước khi đưa ra lời khẳng định. Mẹ biết con dẫn nó về tức là đã có ý định tiến xa hơn với nó, nhưng bây giờ mẹ chưa thể cho phép. Đến khi nào mẹ chắc chắn được rằng thằng Huy là một chàng trai tốt, con gái mẹ có thể dựa dẫm cả đời này vào nó, thì con và nó hẵng kết hôn với nhau. Con đừng trách cứ mẹ, bởi vì mẹ làm thế này cũng vì muốn tốt cho con mà thôi. Bà Liên hết lời giải thích cho con gái hiểu suy nghĩ của bà. Ngân biết bà là người yêu thương cô nhất trên cuộc đời này, nên chắc chắn bà mong mỏi cô có được hạnh phúc thật sự hơn bất cứ ai. Chính vì thế, Ngân đã nghe theo lời khuyên nhủ của mẹ. Bây giờ việc Ngân cần làm đầu tiên là giải thích với Huy mọi chuyện. Cô đã nhận lời cầu hôn của anh, nhưng lại bắt anh phải chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Đứng trên lập trường của Huy mà nói, đó không phải là việc dễ chấp nhận. Ngân hẹn Huy đi ăn tối ở nhà hàng mà hai người vẫn thường lui tới. Cô dè dặt nói với anh về ý định của mẹ cô. Sắc mặt Huy không được tốt. Ngân lại tiếp tục nói. Bố mẹ em rất có cảm tình với anh. Anh cũng thấy rồi đấy. Hôm anh và em về nhà chơi, bố mẹ em đã khen anh rất nhiều. Nhưng tấm lòng của người làm bố làm mẹ nào cũng thế. Họ lo lắng cho con cái và chỉ chấp nhận khi mọi thứ đã chắc chắn. Em sẽ cố gắng để thuyết phục mẹ em. Em nghĩ nếu cả hai chúng ta cùng cố gắng khiến bố mẹ tin tưởng thì nhiều nhất là vài tháng nữa bố mẹ sẽ gật đầu đồng ý thôi. Anh tin em chứ? Anh tin em mà. Ngân cười tươi khi nghe được câu trả lời từ Huy. Lời cô nói ra và suy nghĩ trong đầu cô giống hệt nhau. Nhưng Huy thì lại không như thế. Huy đang âm thầm đánh nhanh rút gọn. Sau khi nhìn thấy trực tiếp gia cảnh nhà Ngân, anh thừa biết chắc chắn có rất nhiều người xin ứng tuyển làm rể của ông Thắng, bà Liên. Cái thời gian mà bố mẹ Liên nói muốn cân nhắc theo cách hiểu của Huy
Thực chất đó là thời gian để ông bà tìm hiểu về anh và cân đo đong đếm anh với những người khác. Dĩ nhiên, trong số đó, Huy không phải là sự lựa chọn tốt nhất và rất có thể anh sẽ để vuột mất cơ hội lấy vợ giàu có. Kết thúc buổi hẹn với Ngân, Huy lại tiếp tục quay cuồng trong suy nghĩ một kế hoạch mới để ông Thắng bà Liên bắt buộc phải ngay lập tức chấp nhận anh làm con rể, chứ không có quyền lựa chọn thêm nữa. Cuối cùng, Huy cũng đã nghĩ ra được một kế hoạch vô cùng hiệu quả mà nhiều người trước đó cũng đã từng làm. Nếu trước đây, địa điểm hẹn hò của Ngân và Huy thường là ở rạp chiếu phim, nhà hàng hay những khu vui chơi nhộn nhịp đúng như mong muốn của Ngân, thì nay Huy lại đề nghị được hẹn hò ở căn chung cư mà Ngân đang ở. Anh nói muốn có không gian riêng tư, lãng mạn cho hai người thoải mái trò chuyện, hẹn hò. Ngân thấy đó cũng là một ý tưởng khá hợp lý, nên cô đã nhanh chóng đồng ý. Dần dần tất cả những buổi hẹn hò của hai người đều được đưa về nhà. Ban đầu chỉ là những bữa ăn đơn giản hay những bộ phim hai người cùng nhau xem. Dần dà, thứ gì đến cũng đã đến. Hai người cùng nhau qua đêm ở đó. Tất nhiên, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Mục đích của Huy là làm cho Ngân có thai và sau đó cưới được cô một cách dễ dàng. Chính vì vậy, Huy đã 5 lần 7 lượt xin xỏ Ngân quan hệ không an toàn. Những lời nói như rót mật vào tai của Huy lại tiếp tục khiến Ngân mủi lòng. Cuối cùng, Huy đã đạt được mục đích của mình. Ngân đã khóc lóc khá nhiều khi cô có thai. Huy lại tiếp tục trấn an cô bằng tương lai hạnh phúc mà anh, cô và đứa bé trong bụng sẽ có với nhau. Huy và Ngân một lần nữa cùng nhau về quê của Ngân. Lần này Huy đã tự tin sẽ cưới được Ngân. Thời buổi bây giờ, chuyện mang thai trước khi kết hôn không phải là hiếm. Tuy nhiên, bà Liên vẫn chưa thật sự hài lòng với anh con rể. Bà cảm giác như anh đang cố tình điều khiển mọi chuyện đi theo ý anh muốn. Thế nhưng, ván đã đóng thuyền. Bà Liên dĩ nhiên không thể nào bắt cô con gái phải bỏ đi máu mủ của mình. Cuối cùng, ông Thắng bà Liên đã đồng ý cho Ngân và Huy kết hôn với nhau. Một anh chàng đầy toan tính, xảo quyệt và cô tiểu thư thơ ngây kết hôn với nhau. Bức tranh ấy, ngay từ khi mới được vẽ nên, người ta đã đoán được khá nhiều điều không hay sẽ ập đến. Lễ cưới của Ngân và Huy được tổ chức hoành tráng. Vì bạn bè khách khứa chủ yếu là của nhà gái, nên hai bên gia đình đã quyết định tổ chức ở Quảng Ninh. Bà Phượng vốn rất muốn có oai phong, nhưng khi đứng trước nhà gái nhiều tiền của hơn, bà đã sẵn sàng dẹp cái tôi của mình để chiều theo ý thông gia. Sau khi hai đứa con của hai gia đình kết hôn với nhau, ông Thắng bà Liên vì không muốn con gái phải chịu khổ nên đã mua cho Ngân và Huy một căn nhà to đẹp ở mảnh đất thủ đô và tất nhiên cũng rất đắt đỏ. Huy mừng thầm trong bụng vì ngay khi mới kết hôn đã nhận được phúc lợi lớn từ nhà vợ. Anh vui vẻ nhận món quà và cùng với Ngân chuyển đến đó ở. Quãng thời gian đầu tiên sau khi kết hôn của Ngân và Huy vẫn rất tốt đẹp. Nó hoàn toàn đúng với những gì Ngân đã tưởng tượng. Cô và Huy sống trong một căn nhà đầy đủ tiện nghi. Huy vẫn đi làm và tiếp tục phấn đấu cho công việc. Ngân ở nhà dưỡng thai và quan trọng nhất là hai người họ không sống chung với bố mẹ chồng. Tuy bà Liên đã đối xử với Ngân rất tốt trước khi hai người kết hôn, nhưng Ngân vẫn rất sợ những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu cô đã từng xem trên phim ảnh hay những câu chuyện nàng dâu thực tế từ những người bạn. Cô không hề muốn sống chung với bố mẹ chồng vì sợ sẽ có va chạm. Cuộc sống của hai người cứ bình dị trôi qua như thế, cho đến khi Ngân hạ sinh đứa con gái đầu lòng. Ngân từ một cô tiểu thư ngây thơ trở thành bà mẹ bỉm sữa. Bản năng của người mẹ trong người Ngân đã khiến cô dốc hết sức mình chăm sóc con cái. Ngân thấy Huy không có gì thay đổi nhiều so với khi hai người chưa kết hôn, nên cô cứ tưởng tấm chân tình anh dành cho cô vẫn nguyên vẹn. Cô vẫn chưa hề nhận ra anh chưa từng có tình cảm thật sự với cô. Còn Huy, khi mới cưới, anh cảm thấy mình nhận được một món hời với căn nhà bà Liên ông Thắng cho vợ chồng anh. Anh càng hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn từ phía bố mẹ vợ. Thế nhưng ngoài căn nhà đó, Huy không thấy ông bà cho vợ chồng anh thêm cái gì. Anh nghi ngờ có thể ông bà vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, nên có thể ông bà đã lén lút cho một mình Ngân. Với suy nghĩ đó,
Huy đã nhiều lần dò hỏi vợ, nhưng Ngân có lẽ không hiểu ý đồ của anh. Cô chưa đưa ra cho anh được câu trả lời anh muốn. Cho đến một hôm, Huy đi làm về và đã có một chút men rượu trong người. Lúc đó, Ngân đang ru con ngủ, cô nghe tiếng bước chân chồng về. Đến khi vào phòng, trông anh đã khá loạng choạng. Ngân hỏi chồng, anh về rồi đấy à? Huy không nói gì, anh đi thẳng lên giường nằm. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Huy, Ngân cố gắng đánh thức anh dậy. Anh chịu khó đi sang phòng bên cạnh ngủ, chứ người anh nồng nặc mùi rượu thế này, em và con không ngủ được đâu. Huy ậm ừ ngồi dậy, anh nói trong vô thức, em đang có bao nhiêu tài sản vậy? Sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Dù gì, chúng ta cũng là vợ chồng mà, anh cũng nên biết em đang có những gì trong tay chứ. Bố mẹ em giàu như thế, làm gì có chuyện ông bà chỉ cho em mỗi một căn nhà. Em nói đi, ngoài căn nhà này còn bất động sản nào không? Anh nói vớ vẩn gì thế, bố mẹ chỉ cho em mỗi căn nhà này thôi. Thôi, anh say rồi, anh cứ ngủ ở đây đi, mẹ con em sang phòng bên kia cũng được. Ngân bế con ra khỏi phòng ngủ của hai người và sang căn phòng trống ở bên cạnh. Lúc say là lúc mà con người ta trở nên thành thật nhất. Ngân cảm thấy khá bối rối khi bấy lâu nay Huy vẫn luôn tò mò xem cô nhận được những gì từ gia đình mình. Anh đang đặt nặng vấn đề của cải lên người cô. Ngoài căn nhà mà hai vợ chồng Ngân đang ở, hàng tháng bà Liên vẫn gửi lên cho cô 30 triệu. Bà biết cô đang không đi làm được và lại đang phải nuôi con nhỏ. Nếu phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương của chồng sẽ rất khó khăn. Chính vì vậy, dù con gái đã xuất giá nhưng bà vẫn đều đặn gửi tiền cho cô. Số tiền đó Ngân cũng đã nói cho Huy biết. Thành ra hiện tại cô không hề giấu giếm bất kỳ một điều gì với chồng. Ấy vậy mà anh vẫn nghi ngờ cô lén lút giữ lại của cải cho riêng mình sau lưng anh. Ngân thật sự có chút thất vọng. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Huy hỏi Ngân xem hôm qua anh uống say về có làm gì linh tinh hay không, thì cô đã trả lời là không. Tuy thất vọng về chồng, nhưng Ngân nghĩ đó cũng không phải là chuyện gì to tát, cần lôi ra để bàn tán. Có thể cô quá nhạy cảm, vì đó đôi khi chỉ là lời của rượu nói, chứ không phải lời của anh nói. Cô gạt đi mọi thứ và tiếp tục vun đắp tình cảm vợ chồng với anh. Bẵng đi một thời gian, đứa con gái của Ngân được 6 tháng tuổi. Ngân đã có thể thường xuyên ra ngoài dạo chơi với bạn bè hơn. Cô cũng tính đến chuyện đi xin việc làm khi con lớn hơn một chút. Dù gì bây giờ cô cũng đã có gia đình riêng, không thể nào mãi phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ cô. Sau buổi đi cà phê với mấy cô bạn thân, về nhà Ngân có bàn bạc với chồng về ý định của mình. Ngân tò mò ý kiến của chồng. Anh thấy em tính như vậy có được không? Bây giờ con mình vẫn đang còn khá nhỏ, em không cần phải tự làm khó mình như vậy đâu. Có anh đang đi làm đấy thôi, em sợ anh không nuôi nổi hai mẹ con em à? Ngân nghe chồng nói thế, lại cười tươi rói. Anh nuôi được mẹ con em thật chứ? Ồ, thật chứ sao không? Huy ôm Ngân vào lòng và âu yếm cô. Khi Ngân đã tựa đầu vào vai anh, Huy lại bắt đầu gợi chuyện. Anh đang có ý định làm ăn lớn Ngân à? Anh đang tính làm gì thế? Em thấy đấy, bây giờ anh đã gần 30 tuổi rồi. Công việc hiện tại của anh ở công ty không phải là tệ, nhưng có quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Anh vẫn chưa nhìn thấy cơ hội của mình đâu. Anh thấy mình cũng có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực mỹ phẩm này. Thế nên anh đang tính đến chuyện dùng kinh nghiệm mà anh có được để mở một công ty riêng. Anh đã tập hợp được những người cùng chí hướng. Ban đầu khi mới thành lập công ty sẽ làm trong quy mô nhỏ trước, nhưng số vốn thì lại không hề nhỏ. Em có thể nói khéo với bố mẹ em cho anh vay tiền làm vốn được không? Nghe chồng nói kế hoạch của mình, Ngân thấy tuy có tiềm năng nhưng cũng khá mạo hiểm. Cô hỏi lại anh một lần nữa. Em thấy việc mở công ty thì khá đơn giản, nhưng để thành công được thì lại là chuyện khác. Mỗi năm có rất nhiều công ty nhỏ liên tục thông báo phá sản. Em biết nói điều này với một người đang ôm ấp giấc mơ mở công ty có chút không phải, nhưng anh đã thật sự tính toán kỹ lưỡng chưa? Em với anh là vợ chồng, tất nhiên anh hiểu em nói vậy cũng là vì nghĩ cho anh. Em yên tâm, anh đã tìm hiểu rất kỹ rồi. Về tiền nong, tuy là bố mẹ
Nhưng với một khoản tiền lớn thì anh nên trực tiếp trình bày với bố mẹ ý tưởng của mình. Em nghĩ như vậy sẽ dễ dàng thuyết phục hơn. Anh cũng đã tính đến chuyện này rồi. Tuy nhiên anh muốn nói trước với em, nếu em chung một lòng với anh thì anh sẽ cảm thấy rất an tâm. Em dĩ nhiên lúc nào cũng đứng về phía anh rồi. Sau khi nói về dự định của mình với vợ, Ngân và Huy nhanh chóng sắp xếp lên đường về quê ngoại. Ông bà ngoại rất phấn khởi khi thấy con cháu về. Ông bà vẫn chưa hề biết về mục đích khác của chuyến thăm nhà lần này. Không khí trong nhà khá êm ấm. Ông Thắng vốn rất thích trẻ con nên ông cứ chơi đùa với cháu gái suốt cả buổi. Từ Hà Nội đến Quảng Ninh khoảng cách không quá xa. Vợ chồng Huy và Ngân cũng có kinh tế ổn định. Từ ngày cưới nhau đến giờ, Ngân cũng về nhà khá thường xuyên, nhưng cô vẫn mong được về nhà nhiều hơn. Những giây phút hạnh phúc ở nhà không gì thay thế được. Ăn uống xong xuôi, khi cả nhà đã trở ra phòng khách để cùng nhau dùng hoa quả tráng miệng, Ngân nói với bố mẹ cô: "Bố mẹ à, thực ra hôm nay vợ chồng con về đây là có chuyện cần nhờ bố mẹ giúp." "Có chuyện gì mà con lại ấp úng thế?" Ngân nhìn sang Huy. Huy bắt đầu nói ra dự định mở công ty riêng của anh. Ông Thắng, bà Liên chú tâm lắng nghe lời anh nói. Huy lại càng tự tin hơn và kể về khả năng thành công của công ty. Khác với Ngân, ông Thắng, bà Liên là những người đã làm ăn kinh doanh lâu đời. Tuy loại hình kinh doanh khác nhau, nhưng về bản chất, loại hình kinh doanh nào cũng là để tạo ra tiền. Ông Thắng, bà Liên đã đặt khá nhiều câu hỏi hóc búa với anh con rể. Huy đã bị đặt vào thế bí và không thể cho bố mẹ Ngân những câu trả lời mà bố mẹ cô mong đợi. Huy có mang theo cả bản kế hoạch chi tiết để ông bà cân nhắc. Sau khi đọc thêm một lần bản kế hoạch, bà Liên hỏi Huy: "Con đang muốn vay bao nhiêu tiền từ bố mẹ?" "Dạ, nếu được thì con muốn vay của bố mẹ 10 tỷ ạ." "Mẹ xin lỗi, nhưng nếu với kế hoạch này của con, mẹ không thể cho con vay 10 tỷ được." Đứng trên góc độ người làm kinh doanh, bố mẹ không nhìn thấy được tiềm năng sản sinh ra lợi nhuận. Tuy không thể ủng hộ hai con đứng trên lập trường dân kinh doanh, nhưng bố mẹ có thể ủng hộ các con trên lập trường của người sinh thành. Bố mẹ sẽ cho hai đứa vay 1 tỷ. Huy tỏ ra thất vọng khi số tiền bà Liên cho anh vay chỉ được 1/10 so với số vốn mà anh muốn vay từ bà. Bây giờ ông bà chính là niềm hy vọng lớn nhất của anh. Nhưng niềm hy vọng đó đã nhanh chóng bị dập tắt. Ngân là người biết rõ hơn ai hết sự thất vọng của chồng. Lúc nói với cô kế hoạch kinh doanh, đôi mắt anh sáng rực. Bây giờ ánh sáng ấy đã bị đồng tiền dập tắt. Ngân cảm thấy thương Huy. Cô muốn giúp anh hết sức có thể để anh có thể làm đúng như anh muốn. Ngân theo bà Liên vào phòng. Có vẻ như bà đang muốn có một giấc ngủ trưa. Ngân thì lại đang muốn thuyết phục bà. Ngân liên tục năn nỉ mẹ cô, nhưng bà không hề mủi lòng. Ngân lại tỏ ra giận dỗi bà Liên: "Mẹ không định giúp vợ chồng con thật à? Nếu anh ấy thành công thì cũng đồng nghĩa với việc con gái mẹ có một người chồng thành công, cháu gái mẹ có một người bố thành công. Như vậy không phải quá tốt sao ạ?" "Tất nhiên, nếu có thể thành công thì tốt. Nhưng với bản kế hoạch đó, khả năng thành công rất thấp, nếu như không muốn nói là không có. Chính vì vậy mà mẹ chỉ có thể cho vợ chồng con vay được 1 tỷ thôi." "Phải bắt tay vào làm thì mới biết được là có thể thành công được hay không chứ ạ. Giả sử vợ chồng con không thể thành công với bản kế hoạch ấy đi, nếu vậy thì mẹ cứ cho bọn con vay 10 tỷ. Bọn con sẽ vẫn cố gắng xoay sở để trả đầy đủ số tiền đó." "Con có chắc là trả được không? Con đang ở nhà. Huy nó đi làm, lương cũng chưa đến 30 triệu. Tiền tiết kiệm của hai đứa đến bây giờ đã được 1 tỷ hay chưa? Hai đứa định làm gì để ra được số tiền ấy? Việc Huy nó đến đây để vay bố mẹ toàn bộ số tiền vốn mở công ty không phải vì bố mẹ là người duy nhất đủ khả năng cho nó vay số tiền đó, mà có thể nó đang nghĩ nếu như nó thất bại thì cũng không cần phải trả lại số tiền ấy. Không cảm thấy sợ thất bại thì cũng đồng nghĩa với việc khó có thể làm hết mình vì thành công. Một người bắt đầu việc kinh doanh với tư tưởng như vậy thì làm sao mẹ có thể tin tưởng được chứ? Nếu hai vợ chồng con muốn vay được toàn bộ số tiền 10 tỷ tiền vốn của công ty từ bố mẹ thì hãy thay đổi lại bản kế hoạch." Ngân thất vọng khi mẹ cô vẫn khăng khăng không cho vợ chồng cô vay số tiền 10 tỷ.
như cô mong muốn. Ngân thật sự vẫn đặt rất nhiều niềm tin vào công việc kinh doanh của chồng cô. Ngân vốn là đứa con gái luôn nghe lời mẹ, nhưng lần này cô lại có chút giận hờn bà Liên và đứng về phía chồng. Mặt khác, Huy sau khi thấy mẹ con bà Liên cùng vào bên trong phòng ngủ, anh đã đứng ở phía ngoài cửa và nghe trộm hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Ngân và bà Liên. Bà Liên vẫn một mực khẳng định bản kế hoạch của Huy không có tiềm năng, khiến Huy khá tức giận. Anh đã từng rất muốn dựa dẫm vào ông bà ngoại của con gái anh, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy bất cần. Anh muốn chứng minh cho ông bà thấy nếu không có ông bà, anh vẫn có thể vay vốn ở nơi khác và mở công ty đúng với ý anh mong muốn. Sau khi từ nhà ngoại trở về, Huy điên cuồng tìm đến các nhà đầu tư để gọi vốn. Bản kế hoạch của anh vẫn giữ y nguyên như lúc anh đưa cho bố mẹ Ngân xem. Và quả thực, không một ai trong số đó chịu đầu tư cho anh, dù là 1 tỷ hay mấy trăm triệu. Huy cố chấp chạy đôn chạy đáo khắp nơi suốt mấy tháng trời, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Anh chưa chịu công nhận thiếu sót từ bản thân mình và thậm chí còn tìm đến ông Thắng bà Liên một lần nữa mà không có Ngân. Tuy nhiên lần này, bà Liên lại còn phũ phàng hơn. Bà đã nói anh nên gác lại kế hoạch đó và tập trung vào công việc hiện tại. Đó mới là phương án tốt nhất. Huy cảm thấy mình bị khinh thường. Trong lòng anh bắt đầu có ác cảm với bà Liên. Dòng chảy thời gian vẫn cứ thế tiếp diễn. Ngân cảm tưởng như mới hôm qua cô còn ở trong bệnh viện và chờ đợi một cơn đau đẻ. Ấy vậy mà nay, con gái cô đã tròn 1 tuổi. Tên của con bé là Khánh Vi, nhưng ở nhà vợ chồng cô vẫn thường gọi con bé là Miu. Miu khá nghe lời, nhưng lại nhút nhát trước người lạ. Chính vì vậy mà Ngân vẫn chưa thể gửi con bé đi nhà trẻ để bắt đầu tìm việc làm. Huy cũng đã dần khép lại giấc mơ thành lập công ty riêng của anh. Nhưng còn về phía vợ, anh vẫn thường xuyên dò hỏi cô về chuyện tiền nong của nhà ngoại. Ngân vẫn thành thật nói với anh về những gì cô nhận được. Những tưởng chỗ dựa vững chắc của ông Thắng bà Liên vẫn mãi như thế, nhưng có một cơn bão đã ập đến và cuốn bay đi nhiều thứ, trong đó có cả mối quan hệ cơm lành canh ngọt của vợ chồng Ngân và Huy. Gần 10 giờ tối, Ngân chuẩn bị đi ngủ sau gần 30 phút vật lộn để du con ngủ. Cô đang lim dim thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Những cuộc gọi đến vào lúc nửa đêm thế này thường là những cuộc gọi báo điểm giữ. Ngân nhìn thấy tên của bố cô hiện lên trên điện thoại. Cô vội vàng nhấc máy. Bố gọi cho con có chuyện gì đấy ạ? Nhà mình mất hết cả rồi con ơi. Nghe qua điện thoại, nhưng Ngân vẫn tưởng tượng ra được cảnh ông Thắng đang mếu máo. Cô cố gắng trấn an ông Thắng. Bố bình tĩnh nói cho con nghe đi. Bố nói mất hết là mất hết cái gì ạ? Mấy tàu cá của nhà mình bị chìm trên biển rồi. Sao lại có chuyện như vậy ạ? Hiện tại đâu có bão lũ gì ạ? Do động cơ của tàu trục trặc, vừa mấy tháng trước bố mẹ đã thuê thợ bảo dưỡng, nhưng bọn chúng làm ăn không đến nơi đến chốn. Thế nhưng người làm cho nhà mình thì sao hả bố? Có ai bị thương hay mất tích không? May mắn là không ai mất tích, nhưng có rất nhiều người phải nhập viện. Nếu bọn họ mất mạng thì nhà mình cũng tiêu đời. Bố đừng suy nghĩ tiêu cực như thế. Mẹ bây giờ đang ở đâu hả bố? Mẹ con đang ở trong bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe của từng người. Chắc mẹ con không có thời gian để liên lạc với con đâu. Còn bố đang ở ngoài bờ biển và tìm cách liên lạc xem có cứu vớt được tàu hay không. Vậy nếu có chuyện gì bố lập tức nói cho con biết nhé. Bố nhất định phải mạnh mẽ lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngân kết thúc cuộc gọi với ông Thắng. Tuy miệng cô liên tục động viên ông Thắng là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng thực sự trong lòng cô đang rất lo lắng. Từ đời ông bà nội của Ngân đến đời bố mẹ cô đều giàu lên nhờ việc đánh bắt cá. Ông Thắng bà Liên đang có 5 cái thuyền đánh cá loại tốt bậc nhất thế giới. Cứ mỗi chuyến đi như vậy, ông bà thu được không biết bao nhiêu là tiền từ việc bán những loại cá có giá trị cao. Bây giờ, 3 trong số 5 chiếc thuyền đó đã nằm dưới đáy đại dương mênh mông. Rất khó có khả năng có thể tìm về. Chưa kể đến, nếu có thiệt hại về người, ông Thắng bà Ngân có thể sẽ phải chịu cả trách nhiệm hình sự. Nghĩ đến đó, chân tay Ngân bắt đầu bủn rủn. Dĩ nhiên, những người giàu có,
họ luôn luôn tìm cách để ngày càng giàu hơn. Ngoài các tàu đánh bắt cá, ông Thắng bà Liên vẫn kinh doanh một số cái khác, nhưng tàu đánh cá vẫn là nguồn thu chính. Nếu sau vụ việc này, ông Thắng bà Liên không thể tiếp tục những công việc mà mình đang làm, thì khả năng cao gia đình ông bà sẽ phá sản. Ngân lo lắng cho bố mẹ, cô đã kể lại toàn bộ sự việc cho chồng cô biết. Ban đầu khi biết chuyện, Huy cũng khá lo lắng, vì nếu bố mẹ vợ phá sản, thì vợ chồng anh sẽ mất đi một nguồn tiền đi vào. Nhưng đến khi suy nghĩ kỹ lại, Huy thấy với số tiền 30 triệu mà hàng tháng bà Liên gửi cho, thì cũng không quá lớn để Huy phải cất công lo lắng đến vậy. Huy lại bắt đầu thấy hả hê, vì sau sự việc lần trước, Huy vẫn đang rất căm hận bà Liên. Bà ôm khư khư tiền không cho anh vay, thì bây giờ đã sắp mất hết tất cả. Bên cạnh đó, Huy còn có cảm giác tiếc nuối. Nếu bà chịu ra số tiền đó cho anh, thì bây giờ anh đã có thể tạo dựng được công ty riêng cho mình. Bây giờ cơ hội đó cũng đã biến mất hoàn toàn. Những ngày sau đó, Ngân vẫn luôn thấp tha thấp thỏm chờ đợi tin tức từ quê nhà của cô. Vài ngày đầu, ông Thắng còn chăm gọi điện lên, nhưng đến mấy ngày sau, ông dường như cũng đã quá bận bịu. Ông không gọi lên cho cô nữa, thậm chí cả hai ông bà còn không bắt máy khi cô gọi tới. Ngân lại có dự cảm xấu hơn. Cô thầm nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn xảy ra, ví dụ như có người chết chẳng hạn. Ngân tính đến chuyện về quê để xác minh tình hình, nhưng đúng lúc nước sôi lửa bỏng ấy, con gái cô lại bị viêm phổi. Cô phải ở bệnh viện cùng với Miu suốt 3 tuần. Lòng dạ Ngân lúc đó chẳng khác gì như có ai đó đang châm lửa đốt. Cô chỉ mong con bé mau khỏe lại để có thể về nhà. Đến khi Miu được xuất viện thì cũng đã là 1 tháng trôi qua từ khi 3 chiếc thuyền đánh cá của nhà cô bị chìm. Vừa về đến nhà, cô lại tiếp tục khăn gói quần áo, chuẩn bị bắt xe về ngoại. May mắn ngay lúc đó, bà Liên đã gọi đến cho Ngân. Ngân vừa mừng vừa lo, cô trách mẹ. Sao từ hôm đó đến giờ mẹ không gọi cho con lấy một lần thế? Mẹ có biết là con đã rất lo lắng không? Mẹ đã rất bận bịu để giải quyết hậu quả suốt khoảng thời gian vừa qua. Dù sao mẹ cũng xin lỗi. Chắc chắn mình con ở đó cũng đã hoảng hốt lắm. Thế rốt cuộc mọi chuyện sao rồi hả mẹ? Mọi chuyện ổn thỏa hết rồi. May mắn là những ngư dân làm thuê cho nhà mình bị thương, nhưng họ đều chấp nhận tiền đền bù. Vậy nên nhà mình cũng thoát được việc rắc rối nhất là ra tòa. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản thì rất lớn. Lớn đến mức mẹ không muốn nhắc ra con số chính xác. Thế bây giờ nhà mình trắng tay rồi hả mẹ? Bố mẹ phải bán nhà bán cửa đi rồi thuê trọ sao? Bà Liên bật cười. Chưa đến mức đó đâu con gái ạ. Nói thế này cho con dễ hiểu. Nếu trước kia nhà mình có 1 mảnh vườn, thì bây giờ còn lại 1/2 mảnh vườn. Nếu vậy thì may quá rồi. Con là con gái mẹ, nên con biết 1/2 mà bố mẹ có vẫn rất nhiều đấy. Để con thông báo cho anh Huy biết, chắc chắn anh ấy cũng sẽ rất mừng. Khi nhắc đến Huy, bà Liên có chút lưỡng lự. Bà hỏi Ngân, thế từ hôm đó đến giờ, thằng Huy nó có hỏi thăm bố mẹ không? Dĩ nhiên là có rồi chứ mẹ. Vậy à, mẹ muốn con tạm thời không nói chuyện này với Huy. Ý mẹ là sao ạ? Mẹ muốn thử lòng thằng Huy. Anh ấy có làm gì đâu mà mẹ lại muốn thử lòng anh ấy. Chỉ là sau cái lần mẹ không cho nó vay tiền để mở công ty, mẹ nhận thấy thái độ của nó khá khác biệt. Con hãy nói với Huy và cả ông bà bên ấy rằng nhà mình đã phá sản, để xem phản ứng của họ như thế nào. Nếu thằng Huy và nhà bên ấy vẫn giữ nguyên thái độ với con giống như trước đây, thì chứng tỏ nhà đó không đặt nặng chuyện tiền bạc của nhà mình. Nếu vậy thì sau này mẹ có thể hỗ trợ kinh tế cho hai đứa nhiều hơn mà không phải lăn tăn nữa. Còn nếu như họ có thái độ khác hẳn thì con cũng biết rồi đấy. Chắc chắn gia đình chồng con không xấu xa như vậy đâu. Mẹ đâu có khẳng định đâu. Con hãy xem như đây là một cơ hội mà mẹ dành cho vợ chồng con đi. Nếu chồng con thật sự là đứa đàng hoàng, con cần gì phải sợ nó sẽ hành động không đúng chứ? Ngân thấy bà Liên khá khó hiểu khi lại yêu cầu đòi kiểm tra chồng cô. Tất nhiên, đến giờ Huy vẫn chưa làm gì khiến Ngân phải nghi ngờ, nên cô nghĩ chắc chắn anh vẫn sẽ đối xử với gia đình cô giống hệt như trước. Không chần chừ thêm nữa, ngay khi chồng cô đi làm về, Ngân lập tức nói chuyện với chồng đúng như lời mẹ dặn.
Từ trước đến nay, cô luôn thật thà trước mặt anh, nên bây giờ để nói dối anh quả thật là điều không dễ. Ngân cúi mặt xuống đất và cố nói nhỏ lại. Em muốn thông báo với anh một chuyện. Chuyện gì thế em? Gia đình em đã mất tất cả rồi. Em nói thế là thế nào? Bố mẹ em không giải quyết được mọi chuyện à? Tuy đã tránh khỏi việc đi tù, nhưng bố mẹ em bây giờ đã hoàn toàn trắng tay. E rằng ông bà ở độ tuổi ngoài ngũ tuần sẽ khó có thể bắt đầu lại từ đầu. Sắc mặt Huy trở nên tối sầm. Anh không ngờ sự việc lại đi đến bước đường đó. Nếu như ông Thắng bà Liên đã mất tất cả, thì sau này dĩ nhiên ông bà không còn tiền bạc để cho Ngân. Huy cũng không lợi dụng ông bà được trong bất cứ hoàn cảnh nào. Không chừng Huy sẽ phải đón cả hai ông bà về để nuôi dưỡng và chăm sóc. Căn nhà này cũng là của ông Thắng bà Liên cho vợ chồng Huy. Trong lúc túng thiếu, ông bà sẽ bắt vợ chồng anh trả lại căn nhà này cho ông bà. Biết bao nhiêu kịch bản tiêu cực diễn ra trong đầu Huy, và tất cả những kịch bản đó đều có điểm chung là anh đang lo lắng cho tương lai của anh, chứ không phải cho bố mẹ vợ anh. Anh chỉ chăm chăm sợ ông bà sẽ đòi lại những gì đã cho con gái. Cô đang nóng lòng chờ đợi anh sẽ nói ra những lời an ủi đối với cô khi nghe tin bố mẹ cô lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Hoặc anh sẽ gọi điện đến cho bố mẹ anh để hỏi thăm tình hình của ông bà. Thấy chồng không nói gì, Ngân lại tiếp tục hỏi anh. Bây giờ gia đình mình phải làm sao đây hả anh? Huy lạnh lùng đáp lại. Anh muốn làm rõ điều này một chút. Anh và em đã kết hôn với nhau và có một gia đình nhỏ. Hai bên chúng ta còn bố mẹ. Nhưng từ trước đến nay, con gái khi đã lấy chồng thì sẽ được coi như người của nhà chồng. Còn con rể thì chỉ là khách ở nhà vợ. Đối với bố mẹ em thì anh chỉ là một vị khách. Và đối với anh thì bố mẹ em cũng chỉ là một vị khách. Anh không nghĩ mình có thể can thiệp sâu hay giúp đỡ về mặt kinh tế cho bố mẹ em. Và thêm nữa, những gì bố mẹ đã cho hai chúng ta, ví dụ như căn nhà này, dựa theo pháp luật, nó cũng đã thuộc về chúng ta rồi. Vậy nên cho dù bố mẹ em có đi vào đường bần cùng, cũng không có quyền bắt ép chúng ta trả lại căn nhà này đâu đấy. Huy nói một hơi dài những suy nghĩ của anh. Ấy vậy mà trong số đó không hề có bất kỳ một điều gì khiến Ngân cảm thấy lọt tai. Cô chỉ hy vọng một điều đơn giản rằng anh có thể động viên gia đình cô bằng lời nói, nhưng anh lại nghĩ sâu xa đến việc giữ căn nhà. Không muốn gánh nợ và không muốn rước bố mẹ cô về ở chung nếu như ông bà không còn trốn dung thân. Ngân thật sự thất vọng. Nước mắt cô đã trực trở rơi xuống. Cảm xúc lúc này của cô không phải là diễn nữa mà đã là thật. Cô đưa đôi mắt đang rưng rưng những dòng lệ nhìn thẳng vào anh. Khi nghe tin bố mẹ em bị phá sản, đó là điều đầu tiên anh nghĩ đến sao? Em nên nhớ, bây giờ anh và Miu mới là những người mà em phải đặt lên ưu tiên hàng đầu. Em đừng hy vọng anh có thể làm gì hơn cho bố mẹ em. Huy lạnh lùng nói và lại lạnh lùng bỏ đi, còn lại Ngân và đứa con gái trong khoảng không gian nặng trĩu. Chuyện tán gia bại sản không phải là chuyện nhỏ và dĩ nhiên không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện đó. Ngân cố bao biện rằng có thể Huy đang quá sốc nên mới nói ra những lời không mấy dễ nghe như vậy. Đến khi anh bình tĩnh lại, có thể anh sẽ có suy nghĩ khác. Tự Ngân cho Huy thêm một cơ hội. Cô mong anh sẽ sớm trở lại là anh của trước kia. Nhưng Ngân nào biết được những gì Huy thể hiện ra bây giờ mới đúng là bản chất của con người anh. Và thậm chí sau đó, Huy còn làm những điều tồi tệ hơn thế nữa. Ngay ngày hôm sau, trong khi Ngân vẫn chưa liên lạc lại với bố mẹ cô và chờ đợi một tín hiệu tích cực khác từ Huy, thì Huy đã đón bố mẹ anh về sống chung với vợ chồng cô. Ngân khá bất ngờ trước quyết định này của chồng vì ngay từ đầu hai người đã thống nhất là ở riêng. Bố mẹ Huy cũng có nhà cửa đàng hoàng và không ốm đau, nên chưa đến mức hai người phải đón về chăm sóc. Hoặc nếu như anh muốn làm tròn chữ hiếu với ông bà, thì ít nhất cũng nên bàn bạc với cô trước, chứ không nên tự mình quyết định một chuyện quan trọng như vậy. Ngân lễ phép chào hỏi bố mẹ chồng. Ông bác vẫn niềm nở với con dâu và cháu nội. Song bà Phượng đã tỏ rõ thái độ khác thường. Bà đi một vòng quanh nhà rồi bắt đầu chê bai. Ở nhà, chỉ có việc ăn với chăm con mà sao lại để cho nhà cửa bẩn thỉu thế này?
Đến giờ cơm canh rồi mà bếp vẫn lạnh tanh, thì không biết đến bao giờ mới có cái bỏ vào mồm. Dạ, lúc nãy con mới lau nhà xong mà mẹ. Còn chuyện cơm nước thì vốn dĩ vợ chồng con ăn uống khá muộn, nên bây giờ con mới bắt đầu đi chuẩn bị ạ. Mẹ đợi một chút rồi con sẽ dọn cơm ngay ạ. Ai dạy cho cô cái kiểu mẹ chồng nói một câu thì cãi lại một câu thế hả? Con không cãi lại mẹ, mà con chỉ đang giải thích thôi ạ. Mà tại sao tự dưng mẹ lại nói chuyện xa cách với con như thế? Con đã làm sai chuyện gì sao ạ? Đấy, 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 bây giờ cô đang cãi tôi đấy. Cô có làm gì tốt đẹp đâu mà đòi tôi phải ngọt ngào với cô. Sự lạnh lùng của chồng đã khiến Ngân chết lặng một lần. Bây giờ tiếp tục đến lượt mẹ chồng cô lại đối xử với cô khác quá so với lúc trước. Trước đây thỉnh thoảng bà Phượng mới sang nhà hai vợ chồng Ngân chơi. Lần nào bà qua cũng nói chuyện ngon ngọt với cô. Vậy mà bây giờ bà lại tỏ ra ghét bỏ cô như thể cô đã phạm phải trọng tội. Ngân không dám khóc. Cô biết nước mắt cũng cần rơi đúng chỗ. Nếu bây giờ cô khóc thì có thể bà sẽ càng ghét cô hơn. Ngân nhìn sang Huy đang ngồi ở phòng khách. Rõ ràng anh đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện. Nhưng anh không hề mở miệng bênh vực cô lấy một câu, mà vẫn ung dung xem tivi và cười nắc nẻ như bình thường. Ngân ngậm đắng nuốt cay và một mình chuẩn bị bữa tối. Có thêm người trong nhà nên công việc nội trợ của Ngân cũng trở nên bận rộn hơn. Cô mệt mỏi trở về phòng thì nghe thấy tiếng người thì thầm ở căn phòng bên cạnh mà vợ chồng cô vẫn hay dành để cho khách đến chơi và ngủ lại qua đêm nếu cần. Ngân tiến sát lại thì nghe thấy giọng của bà Phượng và Huy. Cô giọng tai lắng nghe. Con là con phải cứng rắn với con Ngân vào. Bây giờ nhà nó đã chẳng còn gì thì nó nên biết thân biết phận mà làm hết mọi việc. Con cũng mau chóng thúc giục nó đi xin việc ở công ty đi. Nếu con cảm thấy khó mở miệng ra nói quá thì cứ để mẹ. Nhưng dù gì con cũng là chồng. Nếu con trực tiếp răn đe nó thì sẽ tốt hơn. Nhưng liệu có khả năng nào nhà họ vực lại được cơ ngơi không hả mẹ? Tuyệt đối không thể đâu. Nhà này chắc chắn cũng giàu vì được tổ tiên để lại tài sản. Chứ làm gì có tài cán gì. Bây giờ họ chỉ như chim gãy cánh thôi. Đã có bố mẹ ở đây, con cứ yên tâm đi làm. Nếu ông bà đó có đến đây đòi lại nhà hay đòi sống chung, con Ngân nó sẽ mủi lòng. Nhưng mẹ tuyệt đối không. Mẹ sẽ ngăn việc ấy cho bằng được. Ngân không nghe thấy bà Phượng và Huy nói thêm lời gì. Cô vội vàng về phòng để không bị hai người bọn họ phát hiện. Con có nằm mơ, Ngân cũng không ngờ ý đồ xấu xa từ việc vợ chồng bà Phượng đến đây sống chung lại là vì lo sợ bố mẹ cô sẽ lấy lại căn nhà. Ngân đi từ nỗi thất vọng này đến nỗi thất vọng khác. Bộ mặt thật của các thành viên trong gia đình chồng cô đã lộ diện. Với bà Phượng, Ngân chưa từng kỳ vọng quá nhiều về bà, nên sự thất vọng không phải là quá lớn. Còn đối với Huy, có lẽ không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc tồi tệ của cô dành cho anh. Cô thật lòng yêu anh, hết lòng muốn cùng anh xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa. Tất cả những quyết định của anh, cô đều một lòng ủng hộ. Bản thân cô đang cố tìm lý do để bao biện cho những hành động của Huy, nhưng đầu óc cô trở nên trống rỗng. Chẳng lẽ đây mới thật sự là con người anh? Bao nhiêu năm qua, anh chỉ tạo vỏ bọc để qua mắt cô hay sao? Bản thân Ngân không chấp nhận được điều đó. Cô vẫn muốn tin anh là chàng trai tốt như bao nhiêu năm qua. Ngân bắt đầu cố tình tạo cơ hội để Huy có thể trở lại như trước kia. Cô cố thỏa hiệp với bản thân rằng do anh quá sốc khi nghe tin bố mẹ cô phá sản nên mới nhất thời suy nghĩ tiêu cực như vậy. Ngay ngày hôm sau, Ngân có nói với Huy: đến chủ nhật này, gia đình mình về thăm bố mẹ đi anh. Huy tỏ ra không mặn mà. Đâu phải ngày lễ hay ngày gì quan trọng, sao tự nhiên lại lôi nhau về đó làm gì? Con cái muốn về thăm bố mẹ đâu nhất thiết phải có lý do. Và lại, sao anh lại ăn nói khó nghe thế? Anh chỉ nói đúng sự thật thôi. Mà bây giờ bố mẹ em cũng đâu còn nhà để cho bọn mình về thăm, có đúng không? Cho dù bố mẹ em không còn nhà cao cửa đẹp đi nữa, thì anh cũng không thấy tò mò bố mẹ em đang sống ở đâu, sức khỏe và tinh thần của ông bà như thế nào à? Anh không có nhu cầu. Chuyện của bố mẹ em thì em tự lo lấy. Huy cất bước đến công ty. Trong căn nhà ấy còn lại Ngân, cô con gái và bố mẹ chồng. Bé Miu còn quá nhỏ nên không thể tâm sự với cô.
Ngân cảm thấy như chỉ có mình cô độc trong không gian rộng lớn ấy. Ngân muốn anh về nhà cô và biết được sự thật bố mẹ cô vẫn đang sống tốt và có thể chỉnh đốn lại bản thân mình. Ấy vậy mà anh lại gạt phắt đi. Anh bắt đầu phân biệt rạch ròi giữa bố mẹ anh và bố mẹ cô. Anh dường như không muốn can thiệp vào bất kỳ chuyện gì của gia đình bên ngoại nữa. Những lời anh nói giờ đây, chính Ngân cũng không còn muốn bao biện. Cô dần chấp nhận sự thật đau đớn đó. Những ngày tháng sống với danh nghĩa tiểu thư của gia đình đã tán ra bại sản với Ngân, quả thật chẳng hề dễ dàng. Chồng trở nên lạnh nhạt, mẹ chồng lại kiếm đủ thứ chuyện trên đời để bắt nạt cô. Những bữa cơm nhà đã từng rất ấm cúng, giờ đây lại là những giây phút mà Ngân muốn né tránh nhất. Cô cảm thấy bản thân mình như đang bị tra tấn trong chính nhà mình. Đỉnh điểm là bữa cơm chiều hôm ấy, khi bà Phượng và ông Bắc vừa cúng dỗ xong. Bà Phượng bắt đầu nói bóng nói gió. Cả năm, có mỗi ngày dỗ là quan trọng nhất mà cũng làm không ra thể thống gì cả. Ông Bắc thắc mắc. Bà nói thế là sao? Lúc sáng làm dỗ, tôi đã cúng bài bản. Trong họ hàng, ai cũng khen mâm cỗ năm nay đủ đầy cơ mà. Trước mặt mình, tất nhiên người ta phải khen rồi. Chẳng lẽ người ta lại đi chê? Nấu ăn thì món thì nhạt, món thì mặn. Món không cần mềm thì nấu cho mềm nhũn. Món cần mềm thì lại nấu chưa tới lửa. Chả biết bố mẹ cô tài giỏi cỡ nào mà lại không bày dạy cho con gái việc nấu ăn cơ bản thế không biết nữa. Ngân cũng thừa biết là bà Phượng đang ám chỉ cô. Cô sẵn sàng hỏi thẳng. Có phải mẹ chưa hài lòng với chuyện nấu nướng của con không ạ? Hài lòng thế nào được khi cô không làm được ra cái gì tử tế? Con có hỏi các cô các bác hôm nay tới đây, ai cũng khen là các món ăn con nấu đều ngon. Nhưng nếu so với tiêu chuẩn của mẹ, con còn nhiều thiếu sót, thì mẹ hãy nhẹ nhàng chỉ dạy cho con ạ. Những chuyện có thể nhẹ nhàng với nhau được, thì con nghĩ nên nhẹ nhàng ạ. À, bây giờ cô đang dạy lại tôi có phải không? Cái loại vắt mũi chưa sạch như cô, nhưng lại dám ra vẻ hơn người à? Bà mẹ cô cũng thế đấy. Bà ta một hai nói, con trai tôi không được làm này làm nọ, khinh thường năng lực của nó. Bây giờ thì sao nào? Bà ta chẳng còn lại gì. Thế nên ở đời, đừng vội khinh thường người khác. Hãy nhìn lại bản thân mình trước đi. Ngân không nuốt nổi cơm khi bà Phượng liên tục đá đều cô và gia đình cô. Khi có tiền, họ đối xử với cô rất tốt. Khi nghe nhà cô không còn tiền, họ lại tìm đủ lý do để bới móc cô. Ngân tức giận bỏ về phòng. Bà Phượng lại được đà tiếp tục làm tới. Con dâu nhà này hỗn láo đến đó là cùng. Mẹ chồng chưa nói hết câu mà nó đã quay ngoắt bỏ đi. Loại sức sược, mất dạy. Nghe đến đó, Ngân đã không thể giữ được bình tĩnh. Cô quay lại hét lớn. Mẹ thôi đi, rốt cuộc con đã làm gì sai mà mẹ nặng lời với con như thế? Cô thử nghĩ lại xem cô đã làm được gì đúng hay chưa? Trước đây tôi nhân nhượng cô vì cô có chút tiền. Còn bây giờ cô có gì? Chẳng hề có gì. Tiền không, công việc không, và thậm chí còn chưa sinh được đứa con trai nào cho thằng Huy. Cô không xứng để ở trong căn nhà này. Con xin lỗi mẹ, nhưng căn nhà này là của bố mẹ con cho hai vợ chồng con lúc kết hôn. Tên của con đã được ghi rõ rệt ở trong giấy tờ nhà đất. Con sẽ không đi đâu hết ạ. Nếu cô không tự nguyện đi, thì tôi sẽ tìm cách để bắt cô phải đi. Bà Phượng hùng hổ khẳng định như thể trong đầu bà ta đã nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo nào đó để bắt Ngân phải ly hôn với Huy. Ngân nhìn thẳng vào mắt Huy. Anh vẫn giữ im lặng, không nói bất cứ điều gì. Sự im lặng của anh khiến trái tim Ngân cảm thấy đau đớn hơn. Có lẽ anh cũng đã đồng ý với bà. Ngân nằm bẹp trên giường. Cô nhìn vào ánh mắt ngây thơ của Miu. Con bé nở nụ cười tươi rói với cô. Bây giờ Miu còn quá nhỏ để hiểu những gì đang diễn ra trong nhà. Nhưng sau này con bé lớn lên, cô không biết con bé liệu có thể vô tư như thế này hay không nữa. Khi mà bố nó xa cách hai mẹ con, bà nội lại buông ra những lời cay nghiệt. Ngân muốn bản thân tỉnh táo nhất để suy nghĩ. Cô đứng dậy định đi vào nhà tắm để rửa mặt. Thì lại một lần nữa lại nghe thấy tiếng bà Phượng và Huy bàn bạc to nhỏ trong căn phòng quen thuộc đó. Ngân nghe được bà Phượng đang lên kế hoạch cho Huy đi xem mắt để tìm đối tượng kết hôn. Huy, một chàng trai đã có vợ con hợp pháp và đang cùng nhau sống chung, nhưng lại chuẩn bị cho việc đó. Nói thẳng ra, giây phút anh gặp gỡ người con gái khác thì anh đã ngoại tình.
mà ngoại tình là điều không thể nào chấp nhận nổi trong suy nghĩ của Ngân. Ngân liên lạc với mẹ cô. Cô không nói gì được trong mấy chục phút mà chỉ khóc. Bà Liên dường như cũng đã hiểu được phần nào sự tình. Đợi đến khi Ngân bình tĩnh, bà Liên hỏi cô. Có phải gia đình đó đang đối xử với con hoàn toàn khác trước kia không? Dạ, con mệt mỏi lắm mẹ ạ. Bà Phượng đang định để anh Huy đi xem mắt để chuẩn bị tìm vợ mới. Quan trọng nhất là ở thằng Huy. Nếu như nó thật sự nghe theo lời mẹ nó và làm những việc không phải với con sẽ tính sao? Nói thật với mẹ, bây giờ con đã mất quá nhiều niềm tin ở anh ấy rồi. Nếu như anh ấy còn ngoại tình nữa, thì con cũng chỉ còn nghĩ tới việc ly hôn thôi. Con yêu anh ấy là thật, nhưng bây giờ anh ấy đã làm con không còn niềm tin vào tình yêu ấy nữa. Con cứ ở nhà chăm sóc cái Miu cho thật tốt. Con bé dạo này hay ốm nên cần có mẹ bên cạnh. Còn chuyện theo dõi hành động của thằng Huy, con cứ để mẹ làm. Ngân lại một lần nữa phải dựa dẫm vào bà Liên. Cô tiếp tục chịu đựng sự ghẻ lạnh của gia đình chồng. Bà Phượng vẫn không tiếc lời bới móc cô. Còn Huy thì không có lấy một lần đứng ra bảo vệ cô. Bây giờ anh thậm chí còn chuyển sang phòng khác ngủ và tránh mặt cô nhiều nhất có thể. Cái chữ nghĩa trong nghĩa phu thê rất nặng. Nhưng trong giây phút, Ngân cảm thấy cần Huy nhất, anh lại quên đi cả chữ nghĩa lẫn chữ tình. Hay nói đúng hơn là anh chưa bao giờ có hai chữ đó với Ngân. Về nhà tỏ ra thờ ơ như thế. Nhưng khi Ngân nhận được những bức ảnh, những đoạn video mà bà Liên gửi cho cô, Huy đã đi gặp gỡ rất nhiều đối tượng xem mắt và còn tình tứ với họ ở nơi đông người. Nhìn nụ cười, cử chỉ thân mật của anh với những cô gái đó khiến Ngân thấy lạnh sống lưng. Sự thật đã được phơi bày sau một biến cố. Ngân quyết định sẽ về nơi chôn rau cắt rốn của cô và rời xa những con người đang hàng ngày làm tổn thương cô. Ngân sắp xếp đồ đạc, soạn sẵn đơn ly hôn. Trong đầu cô cũng đã xác định cô và Huy không thể nào ly hôn trong êm đẹp. Anh và bố mẹ anh sẽ cố gắng giành giật để lấy được ngôi nhà. Đối với họ bây giờ, ngôi nhà còn quan trọng hơn cả đứa con gái. Ngân đi sang căn phòng mà hiện tại Huy đang ở. Cô ngồi sẵn đó đợi anh trở về nhà và nói chuyện đàng hoàng. Đến khi Huy về, anh khá bất ngờ khi thấy Ngân. Anh vẫn lạnh nhạt với cô. Em sang phòng anh làm gì thế? Dạo này anh đang rất nhạy cảm. Anh muốn có không gian riêng. Em sang đây để đưa đơn ly hôn cho anh. Em nói cái gì cơ? Sao anh lại tỏ ra bất ngờ thế? Chẳng phải anh đang tìm kiếm vợ mới sao? Em chỉ đang đẩy nhanh quá trình cho anh thôi mà. Em đang theo dõi anh đấy à? Niềm tin của em đã không còn, nên em phải làm như vậy để tìm cho mình một vũ khí khi ra tòa chứ. Nói để anh biết trước, em không có ý định ly hôn êm đẹp. Những bằng chứng anh ngoại tình em đã thu thập đầy đủ. Rốt cuộc em lấy đâu ra sự tự tin mà lại đòi ly hôn với anh? Nếu chúng ta có ly hôn thì đáng lẽ anh mới phải là người đề nghị trước mới đúng chứ nhỉ? Bây giờ em có quỳ xuống đất để van xin anh thì cũng chưa chắc anh đã chịu ở lại với em đâu. Em nên nhìn nhận lại sự thật. Em không còn là cô tiểu thư được sống sung sướng dựa vào tiền của bố mẹ nữa. Em nghĩ em có thể thắng nếu ra tòa chỉ với từng đó bằng chứng sao? Em hãy ngoan ngoãn từ bỏ căn nhà này đi. Nếu vậy thì anh sẽ để em nuôi con Miu. Có thắng được không thì cứ ra tòa rồi biết. Sau khi nói chuyện với Huy, Ngân càng cảm thấy đúng đắn khi lựa chọn ly hôn. Thái độ trịch thượng của anh khiến cô cảm thấy chướng mắt. Hai người kết hôn với nhau, nhà cửa không phải lo, xe cộ không phải lo vì đã có bố mẹ bên ngoại cho. Tiền tiêu xài hàng tháng cũng không cần phải lo vì có bố mẹ đỡ đần. Sống ở đất Hà Nội này, thu nhập 25 triệu của Huy là không đủ để gia đình thoải mái ăn tiêu và có tích góp. Sở dĩ, từ lúc hai người kết hôn đến nay, anh chưa phải đau đầu chuyện tiền bạc một lần nào là vì được hưởng phúc từ gia đình vợ. Vậy mà bây giờ anh lại tỏ ra mình mới là người có đóng góp nhiều nhất cho ngôi nhà này. Ngân nhanh chóng lái xe về nhà. Cô không còn thấy đau đớn nữa mà cảm thấy như đang được giải thoát. Bố mẹ cô yên lòng chào đón cô con gái và đứa cháu bé bỏng trở về. Cô không may mắn lấy đúng người, nhưng cô lại may mắn có được bố mẹ tốt. Ngân đã nhanh chóng xốc lại tinh thần. Việc đầu tiên cô làm
chính là sử dụng tấm bằng đại học của mình đúng cách. Cô bắt đầu học việc kinh doanh trong gia đình. Bà Liên cũng tin tưởng giao cho cô trực tiếp quản lý mấy nhà hàng hải sản. Chính vì lẽ đó, Ngân lại càng tự tin hơn. Sau một tháng, Huy vẫn chưa hề hay biết tình hình thật sự của gia đình Ngân. Anh còn mừng rỡ vì nghĩ đã thoát được một của nợ. Anh liên tục gọi điện đến cho cô để nhanh chóng đẩy nhanh phiên tòa. Ngân cũng muốn nhanh chóng kết thúc mọi chuyện. Sau khi hai người ly hôn xong, chắc chắn Huy sẽ không bao giờ đến tìm mẹ con cô nữa và tiếp tục giấc mơ làm giàu nhờ vợ của anh. Anh là một người chồng tồi tệ, là một người bố vô trách nhiệm. Nhưng Ngân nghĩ nên cho anh và Miu gặp nhau một lần cuối. Ngân gọi anh đến Quảng Ninh để hoàn thiện những giấy tờ còn lại và để hai bố con gặp nhau. Huy dù không còn luyến tiếc gì về con cái, nhưng anh buộc phải đến đó để mau chóng ly hôn và đến với người khác, nên anh đã phải đến quê vợ cũ theo lời Ngân. Anh hỏi Ngân xem hai người nên đến đâu để gặp nhau và khá bất ngờ khi Ngân bảo anh đến căn biệt thự trước kia. Khi đến nơi, Huy thấy mọi thứ vẫn y nguyên. Trong đầu anh bắt đầu có linh cảm không tốt. Đến khi thấy Ngân đi ra từ cánh cửa to lớn đó, Huy bắt đầu hoang mang hơn. Tại sao em lại đi ra từ trong đó? Vì đây là nhà tôi mà. Chẳng phải nhà em đã mất hết rồi sao? À, đó chỉ là lời nói thử lòng gia đình anh thôi. Chính tôi cũng không ngờ, chỉ sau lời nói đó mà gia đình anh đã lộ ra hết bản chất. Ngân tự tin bước vào nhà, còn Huy thì bắt đầu nhận ra mình đã bị lừa. Sau khi Ngân đưa hết giấy tờ và cho Miu gặp mặt bố, anh bắt đầu lật lọng. Anh xin lỗi em, lúc trước anh đã tạm thời mất trí. Thực lòng anh không muốn ly hôn em một chút nào cả. Ồ, trí nhớ của anh cũng lợi hại thật đấy. Chỉ cần có tiền là trí nhớ lập tức trở về ngay nhỉ. Nhưng tiếc cho anh là mắt tôi cũng đã sáng ra rồi. Anh không thể diễn kịch chót lọt trước mặt tôi được nữa đâu. Anh xin em cho anh thêm một cơ hội. Cơ hội chỉ dành cho người xứng đáng. Và tất nhiên thì anh không hề xứng đáng. Mời anh ra khỏi nhà tôi ngay. Huy bắt đầu kể lể đủ thứ. Anh thậm chí còn nói là đã bị bà Phượng xúi giục và anh sẵn sàng bất hiếu với mẹ để về với cô. Ngân cảm thấy nực cười và đã kêu người kéo anh ra khỏi nhà cô. Hối hận quá muộn màng. Huy tiếc nuối vì đã tự tay làm mất đi cái phúc của mình. Ngân đã giành được chiến thắng trước tòa, còn Huy thì đã mất tất cả. Cô quyết định quên đi những kẻ đã lợi dụng cô và gia đình cô trong quá khứ và sống hết mình cho hiện tại. Ngân tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ được ai đó yêu thật lòng và nhận lại phúc thật sự. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe trọn vẹn bộ truyện vừa rồi của chúng tôi. Quý vị hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của mình bằng cách bình luận ở cuối video nhé. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những bộ truyện mới nhất sẽ được chúng tôi cho ra mắt liên tục trong thời gian tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.